Lạnh gáy khi nghe danh hài Thúy Nga tiết lộ bất ngờ về sự ra đi của nghệ sĩ Anh Vũ. Danh hài Thúy Nga đã tiết lộ sự trùng hợp giữa cái chết của nghệ sĩ Anh Vũ và vai diễn cuối cùng mà anh đã tham gia ở Mỹ. Cư dân mạng bất ngờ trước những lời chia sẻ của danh hài Thúy Nga về nghệ sĩ hài Anh Vũ. Nhiều người không khỏi rùng mình trước sự trùng hợp giữa cái chết của diễn viên Anh Vũ và vai diễn cuối cùng. Những ngày qua, thông tin nghệ sĩ Anh Vũ đột ngột qua đời trong chuyến lưu diễn tại Mỹ đã khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng tiếc thương. Để có đủ tiền đưa nam diễn viên về Việt Nam an táng, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đứng ra kêu gọi sự giúp đỡ từ tất cả nghệ sĩ cũng như người hâm mộ và nhận được con số gần 700 triệu đồng chỉ sau thời gian ngắn đã đến nhà trao cho mẹ cố nghệ sĩ. Tuy nhiên, đại diện cho nghệ sĩ hải ngoại ca sĩ Hà Phương đã đứng ra tài trợ toàn bộ chi phí để đưa nam danh hài xấu số về nước. Nghệ sĩ Anh Vũ ra đi đột ngột khiến nhiều bạn bè không khỏi bàng hoàng tiếc nuối. Bạn bè hải ngoại đang cố gắng hoàn thành thủ tục giúp đưa thi hài Anh Vũ lên máy bay về Việt Nam vào ngày 8 tháng 4. Lễ viếng được tổ chức vào chiều 6 tháng 4 tại California. Thời điểm này, mọi người đều mong nam nghệ sĩ sớm được đưa về Việt Nam an táng và đến viếng anh lần cuối. Trên trang cá nhân của mình, danh hài Thúy Nga vừa tiết lộ một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên nhưng rợn người về cái chết của nghệ sĩ hài Anh Vũ và vai diễn cuối cùng của anh trong bộ phim Nabi Đại Chiến. Danh hài Thúy Nga nghẹn ngào kể lại trong phim Nabi Đại Chiến là bộ phim cuối cùng của cuộc đời nghệ sĩ Anh Vũ, vĩnh biệt chúng ta mà ra đi. Trong phim, tình tiết câu chuyện trong phim đã diễn ra như thế này mà đến hôm nay lục lại điện thoại Nga mới thấy. Diễn viên Anh Vũ đóng vai Tommy Nguyễn có một cảnh nhân vật Anh Vũ quyết định tự tử và anh ấy báo thông tin cho mọi người trên Facebook là anh ấy sẽ chết tại một khách sạn tại Mỹ. Giờ ngồi xem lại hình, thực sự mình nổi hết cả da gà. Những tình tiết nhân vật của anh đóng phải chăng như một điềm báo trước nhân vật Tony của Anh Vũ, như một lời chào tạm biệt mọi người, xin cầu nguyện cho anh mau về đất mẹ và mong cho linh hồn anh mau chóng được siêu thoát. Có lẽ chính là nhân vật cuối cùng trên màn ảnh của nghệ sĩ Anh Vũ chết trên đất Mỹ, nay đã ứng vào cuộc đời anh. Những chia sẻ của danh hài Thúy Nga khiến ai nấy đều xót xa và sợ hãi vì vai diễn cuối cùng đã vận vào người nam nghệ sĩ Anh Vũ, luôn tận tâm với nghề. Theo đó, các nghệ sĩ và kiều bào tại Mỹ có thể đến thăm viếng, tiễn đưa nam diễn viên lần cuối vào lúc 14 giờ đến 18 giờ ngày 6 tháng 4 giờ Mỹ tại nhà Hoàng An Lạc, quận Cam của Mỹ. Thi hài nam diễn viên dự tính được đưa về Việt Nam vào ngày 8 tháng 4 theo đường hàng không. Nhà Hoàng An Lạc, nơi tổ chức lễ viếng cho diễn viên Anh Vũ tại Mỹ, được ca sĩ Lê Anh Vũ chia sẻ. Hiện tại, gia đình cùng các nghệ sĩ cũng như khán giả người yêu mến cũng vẫn mong mỏi đến ngày thi thể nghệ sĩ Anh Vũ được về đến nơi để tiễn biệt anh lần cuối. Theo những lời chia sẻ của Hồng Vân thì cố nghệ sĩ Anh Vũ sẽ về đến Việt Nam 10 ngày sau khi mất.